Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mùa du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có một cuộc trò chuyện ngắn với bạn Minh Châu. Thì bạn Châu vừa nhận được visa du học Mỹ. Và chúng ta cùng trò chuyện với Minh Châu để tìm hiểu xem lý do tại sao Minh Châu lại chọn Mỹ để du học nhé. À, chị chào Minh Châu. Dạ, em chào chị Sa. Em có thể đơn nét về bản thân mình. Dạ, em tên là Sầm Thị Minh Châu, hiện tại em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh thẻ của ngân hàng Shinhan. Tuy nhiên thì qua quá trình làm việc á, thì em thấy là mức lương hiện tại thì nó không có phù hợp với lại cái bằng cấp của em. Và em thấy là những cái bạn cùng trang lứa học đại học của em á, thì đa số là đi du học ở tất cả các nước. Thì có thể là sau khi du học về với cái bằng thạc sĩ của nước ngoài thì mình có thể làm ở những công ty nước ngoài lớn với mức lương hấp dẫn. Vì thế em chọn du học Mỹ. Và hơn thế nữa thì theo em biết một số thông tin thì Mỹ là một nước có nền giáo dục rất là tốt và nhiều trường đại học nổi tiếng ở Mỹ. Và hơn nữa em chọn bang Florida vì cái bang đó thì nó khí hậu khá là giống Việt Nam và thời tiết mát mẻ. Và cái trường Northwood mà em theo học thì đa số giáo viên ở đó là có những cái bằng giáo dục cấp cao. Thì có thể là lúc mà em học thì họ sẽ dạy cho em những cái kinh nghiệm mà mình ở đây mình không thể lĩnh hội được. Thì lúc đầu á làm hồ sơ ở công ty Tân Đại Dương thì em chỉ suy nghĩ một phần là mình tự tin về cái khả năng học và những cái hồ sơ là trước đây học bạ của em thôi thì nó khá là tốt. Tuy nhiên thì cái nó chỉ là mang khoảng 50% thôi, còn 50% còn lại là do cái cách mình khi mình đi vào lãnh sự quán rồi cái cách mình trả lời với họ. Thì lúc sáng á em đi phỏng vấn thì lúc chạy xe thì rung lắm, nhưng mà vô trọng á thấy người ta xếp hàng đông, có người cũng đậu, có người cũng rớt, nhưng mà mình cứ suy nghĩ là mình cứ nói tự nhiên, người ta hỏi gì nói đó, mình cứ nhìn thẳng vô mắt người ta mình nói, thì có thể là cái đó là một cái cảm giác để cho người ta có cái thiện cảm về mình. Dạ, cái cảm giác của mình khi nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Lúc đó lúc mà em nhận được visa thì em nghĩ đầu tiên là em nghĩ tới ba mẹ, tại lúc mà trước khi đi á ba mẹ rất là lo, ba mẹ đòi đi theo, thôi cho ba mẹ đi theo đi, để lúc mà ra phỏng vấn xong á ba mẹ biết kết quả. Cái em nói thôi để tự em đi một mình thôi, thì bây giờ tự đi một mình được thì mai mốt đi du học Mỹ mới đi một mình được. Cái mẹ nói thôi vậy mẹ ở nhà, khi mà ra thì điện thoại cho mẹ biết liền. Ở Việt Nam thì em học theo đại học chương trình liên kết giữa đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh với đại học Sunderland của Anh Quốc. Thì thời gian em học là khoảng 4 năm rưỡi. Thì sau khi ra trường em tốt nghiệp khoảng cuối năm 2013. Thì sau đó em phụ gia đình kinh doanh, rồi em học Anh văn, rồi em đi làm ở ngân hàng Shinhan thì được khoảng 4 tháng. Thì cái dự định đi du học thì cũng cách đây là cũng 1 năm rồi, gia đình cũng muốn em đi du học, nhưng mà em thấy là ra trường rồi thì em cũng muốn là thử sức mình làm ở Việt Nam thử coi cái khả năng mình, với lại coi thử người tuyển dụng á, người ta nhận diện cái bằng cấp của mình với lại cái khả năng của mình ra sao. Thì sau quá trình làm 4 tháng á thì em thấy là với tấm bằng cử nhân thì là ai cũng có được cái tấm bằng cử nhân. Nếu mà mình có cơ hội mình đi học thạc sĩ thì mình nên đi học thạc sĩ. Sau đó mình về có thể là mình cũng làm ở chỗ đó, nhưng mà mình sẽ làm một cái vị trí rất là cao hơn. Tại vì đa số trong ngân hàng Shinhan em thấy là mấy anh chị trong đó toàn là đi du học về không. Dạ. Nên lúc đó em mới có động lực là thôi thì ba mẹ cũng muốn, mà em thấy thì bây giờ nó cũng là một cái cơ hội tốt cho em nên em chọn đi du học. Dạ, là ở Việt Nam em đã hoàn thành xong chương trình đại học ngành tài chính ngân hàng. Dạ. Vậy thì qua Mỹ mình học thạc sĩ có tiếp tục chuyên ngành tài chính ngân hàng hay sao? Dạ không, tại vì do là em có dì của em ở bên Mỹ nên em chọn cái trường gần nhà dì để cho tiện đi lại á. Thì em chọn cái trường đó, nhưng mà cái trường đó thì nó không có đào tạo thạc sĩ ngành tài chính ngân hàng. Thì cũng vô tình là nó chỉ đào tạo ngành quản trị kinh doanh. Thì em cũng có một cái suy nghĩ là mình đã học tài chính ngân hàng rồi, ở Việt Nam rồi, thì nếu mà mình học lên cao của ngành tài chính ngân hàng nữa thì nó cũng là những cái kiến thức đó chỉ là nâng cao hơn thôi. Thay vì vậy thì mình nên học quản trị kinh doanh, thì sau này mình có thể về làm ở những cái chức như trưởng phòng hoặc là giám đốc về cái công ty tài chính hoặc là bất kỳ ở ngân hàng nào. Cái cơ hội việc làm của mình nó cũng sẽ được mở rộng hơn. Dạ. Đúng không? Và vậy thì cái kế hoạch học tập của em khi qua Mỹ như dạ. Đầu tiên em qua Mỹ thì em sẽ học Anh văn khoảng 9 tháng, sau đó em sẽ chuyển qua học thạc sĩ về ngành quản trị kinh doanh khoảng 2 năm. Rồi sau đó em sẽ trở về Việt Nam xin vào bất cứ công ty nước ngoài nào. Thì tại em thấy đa số ở Việt Nam những công ty nước ngoài á, nó ưu tiên nhất là những cái du học sinh đi về với tấm bằng thạc sĩ. Mình sẽ có nhiều cái kinh nghiệm và lĩnh hội được những kiến thức ở bển nhiều hơn.
Với lại hơn nữa là Việt Nam thì mình được gần gia đình mình nữa, đúng không? Dạ. Nhưng mà chia sẻ kinh nghiệm thật sự thì lúc đầu á cũng có nhiều người quen đó là nếu mà khả năng mình học tốt mình cũng có thể tự làm được, nhưng mà có thể là nó có những cái chỗ mà mình không biết được, thì công ty á là cái người mà thường làm hồ sơ cho sinh viên nhất, thì người ta sẽ nắm rõ những cái ngõ ngách hay là những cái chi tiết nào mà để cho học sinh tránh ra. Thì công ty Tân Đại Dương cũng tạo cho gia đình em một niềm tin là thêm một phần nữa để mình thấy là cái cơ hội mà mình đậu visa khoảng 90 mấy%, thì còn khoảng những cái phần trăm nhỏ còn lại là dựa vào cái sự tự tin của mình, với lại mình đừng có run sợ, mình cứ nhìn thẳng vô mặt người ta mình trả lời giống như là hai người bạn vậy đó. Thì hiện tại công việc của em đi làm á thì khá là bận rộn, thì lúc đầu thì ba mẹ em đến đây để hỏi, rồi xong chị Thúy cũng nói chuyện với ba mẹ, rồi sau á thì tại do ba mẹ em phải về quê á thì những cái công tác sau á thì là chị Thúy liên hệ với em, ví dụ như bổ sung hồ sơ này kia. Thì những cái lúc mà em không có đi làm á, hoặc là em tranh thủ dành một thời gian nhỏ, thì em tới đây để em học những cái kinh nghiệm, bí quyết để mà em trả lời, rồi em có nhiều cơ hội để nhận visa hơn. Rồi đến gần tới cuối á thì là chị Thúy liên hệ liên tục là để em mang cái này lên, mang cái kia lên, rồi xong rồi chị Thúy hỏi mấy cái câu hỏi, rồi xong rồi chị Thúy thấy nó cũng tạm tạm, rồi qua bữa sau cũng kêu lên hỏi lại nữa. Rồi trước khi đi phỏng vấn, như sáng nay phỏng vấn thì chiều hôm qua em có đến đây, chị Thúy sắp hồ sơ lại, xong rồi chị Thúy hỏi lại một lần nữa, rồi kêu về nhà tối nay ngủ sớm đi, đừng có suy nghĩ gì hết á. Mà tối ngủ sớm thì 9 giờ ngủ rồi. Giờ em học phỏng vấn với anh Khôi khoảng 3 buổi. Thì đầu tiên là anh đưa cái tờ chương trình của công ty mình cho em học coi sơ, rồi anh giải thích từ câu, sau đó anh kêu về nhà là mình lên cái trang web của trường á để mình tìm hiểu thông tin thêm. Tại vì nếu mà học đưa ra một cái chung á thì có thể là ai cũng học được, thì mình nên tìm những cái nổi bật riêng của mình á để mình trả lời, có thể đó là tạo điểm nhấn cho với cái người phỏng vấn mình. Thì học xong tiếng Việt thì anh Khôi kêu em á, nếu mà có khả năng thì dịch sang tiếng Anh. Thì em thấy là do em cũng có thể dịch được, nhưng mà do thời gian của em không có nhiều á, thì em đưa anh Khôi sửa, rồi anh Khôi chuyển mail lại cho em. Rồi sau đó em học những cái ý chính ở đó. Dạ. Rồi xong rồi em lên gặp chị Thúy để chị Thúy phỏng vấn thử. Thì lần đầu á trả lời ấp a búng mà, tại suy nghĩ, tại vì nó có sẵn cái lời á, cái em suy nghĩ em cứ học thuộc cái đó. Xong rồi chị Thúy nói em đừng có học thuộc theo quá, ví dụ em suy nghĩ những cái ý chính rồi em tự nói theo ý em. Dạ. Thì qua hôm sau chị Thúy kêu lên lại, thì chị Thúy nói tạm ổn rồi. Rồi tới ngày cuối thì cũng có mấy cái câu hỏi mới á, chị Thúy tự hỏi em, thì em cũng trả lời tạm tạm à. Nhưng mà sáng thì vô phỏng vấn á, cái ông đó hỏi dễ lắm, hỏi mấy câu đơn giản thôi à, cái em cũng cười cười do em trả lời bình thường, không có run gì luôn á. Mà lúc đi run lắm, nhưng mà vô gặp ổng xong có run chứ. Em học với anh Bảo Anh một buổi sáng. Dạ. Thì ảnh dạy cho tụi em những cái kinh nghiệm là mình đi phỏng vấn mình phải nhìn thẳng vào mặt cái người phỏng vấn mình, rồi mình chia sẻ giống như mình nói chuyện, mình phải cứng rắn là cái đó là thật, để cho người ta tin là cái người ta sẽ có cảm tính về cái điều mà mình nói là đúng. Dạ. Rồi anh nói là đi phỏng vấn thì mà không có cần phải mặc đồ cầu kỳ đâu, mặc cái đồ nào mà mình thấy là mình tự tin là được. Và chị cảm ơn chia sẻ của Châu trong cho chị ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn cái niềm tin của em và gia đình đã đặt ở Tân Đại Dương. Thì một lần nữa chị thay mặt công ty Tân Đại Dương chúc em và Mỹ học tập thật là tốt. Dạ. Thì thay mặt đây em cũng cảm ơn công ty Tân Đại Dương đã tạo điều kiện để cho em nhận được visa một cách dễ dàng như vậy. Thì em thấy là tự tin để em có thể ở Mỹ để du học. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe Minh Châu chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.